Hôm nay tôi xin được tới toàn thể quý vị khách quý cùng toàn thể lãnh đạo và chị em phụ nữ lời chào trân trọng nhất. Nhân dịp này lên cái điểm hôm nay thì chúng tôi xin gửi tới quý vị bài hát Tâm Tình Người Thủy Thủ nhạc lời Hoàng Vân. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Oh,
xin cảm ơn quý vị rất nhiều.